Xin chào các bác, hôm nay em xin giới thiệu cái dòng âm ly đa kênh của The Nong, có model là AVC1610. Đây là dòng đa kênh 7.1 đời mới, với những cái tính năng hiện đại, với cái cổng kết nối là HDMI và hỗ trợ các chuẩn hình ảnh Full HD, và có khả năng nâng cấp các tín hiệu ngoài lên chuẩn là 1080. Và với cái dòng này, nó sẽ hỗ trợ các định dạng âm thanh cao như là Dolby Full HD và DTS HD. Và với cái dòng âm ly này, nó sẽ thiết kế với công suất tiêu thụ điện là 195W, với điện áp là 100V. Và cái con này nó sẽ đánh là 10 con sò thang, và công suất lên đến là 110W một kênh loa, cho loa 6 ohm và nhân cho 5 loa xuất trực tiếp. Và với cái dòng này thì các bác sẽ thấy là nó đánh lực khá là khỏe, với cái tiếng rất là hay và bass chép rất là sáng tiếng, và nó sẽ rất là hay cho cả phim và nhạc luôn. Như các bác sẽ thấy là nó sẽ vẫn hỗ trợ là cái hiệu ứng là 7 kênh nhạc stereo ha, thì ta có thể nghe nhạc bằng tất cả những cái loa của nó ha. Rất là hay để ta không lãng phí bất kỳ một cái loa nào. Và cái dòng âm ly này nó vẫn sẽ hỗ trợ cái công nghệ là Odyssey Mental Equalizer, giúp ta có thể hiệu chỉnh âm thanh tự động để sao cho cái âm thanh đến tai người nghe một cách tối ưu nhất. Ngoài ra nó vẫn có thể có khả năng là điều chỉnh equalizer cho từng kênh loa ha, để ta có thể điều chỉnh theo cái nhu cầu của chúng ta ha. Thì máy về là hàng đấu giá nội địa Nhật về ha, hình thức rất là đẹp ha, thì nó sẽ kèm một cái kiển xịn ha. Và nội thất cái con máy em đã mở ra bên trong. Đối với cái con này có thiết kế rất là đơn giản ha, nhưng chất âm của nó khá là hay. Các bác cũng sẽ thấy là bên trong là còn rất là sạch sẽ và cực kỳ mới ha. Đây là 10 con sò thang nó đã bố trí phía bên trong này, chằng chịt 10 sò thang. Thì các bác sẽ thấy là mỗi cái vĩ mạch của nó được Đờ Nông sản xuất riêng biệt cho hãng Đờ Nông thôi ha. Mỗi vĩ mạch đều có cái tên thương hiệu Đờ Nông, một cái thương hiệu đẳng cấp của Nhật. Bên đây là toàn bộ những cái chip giải mã của âm ly. Đây là các giải mã ha. Đây, các bạn sẽ thấy là tất cả những chip giải mã được nằm bên trong cái vĩ mạch này. Đó là cái nội thất bên trong của âm ly, khá là sạch sẽ và đẹp. Thì ở đây em đã kết nối với cái cổng là HDMI với cái ngõ là DVD, và cái ngõ này sẽ được lấy từ một cái Android box hay một cái hộp phát video ngoài, và ngõ out này đã được kết nối lên cái TV. Và đây là cái cổng quang ha. Đây em sẽ cắm thêm một cái cổng là cổng analog ha, để các bác là có thể là em test bằng cái cổng này cho các bác về cái analog luôn. Đây là cổng DVR ha. Đây, nếu các bác nào có hai loa
thì ta sẽ lắp vào cái ngõ loa phong A ha. Ở đây em đang test bằng cái cổng phong A, và em sẽ test luôn các ngõ ra loa còn lại cho các bác luôn ha. Ha, đây là hai ngõ ra phong ha, hai loa phong, đây là loa center ha. À, tiếp theo là hai loa surround. Vặn chặt cái rồi. À, tất cả là 5 loa trực tiếp đánh ok. Ha, thì dòng Denon AVC 1610. Điện áp 100V, 195W ha. Và dòng này có khả năng đánh A cộng B với cái trở kháng loa là từ 6 cho tới 16 ohm ha. Và đây là cái cổng rời out đánh sub điện ha. Và 7.1 là hai loa sạc ra bác, ta sẽ lấy cái rời out từ cái ngõ này ha. Đánh trực tiếp là 5 kênh trực tiếp và hai kênh sạc ra bác ha. Đó là cái test các ngõ ra loa. À, đánh cực kỳ khỏe. À, sau đây em sẽ test luôn cái ngõ là optico ha, là tín hiệu quang. Các bác có thể lấy trực tiếp từ TV xuống ha, là TV, và DVR là cái cổng analog ha. Thì ta có thể lắp từ một cái đầu đĩa ha. À, cổng quang ta chọn là TV ha. Đã, ok, tiếp theo là cổng DVR là cổng analog. À, tất cả các ngõ vào đã hát ok. À, sau đây em sẽ trở về cái ngõ là DVD, là ngõ HDMI. À, đó là test cất tất cả các ngõ vào và ngõ ra loa cho các bác ha. Thì tiếp theo em sẽ hướng dẫn về cái cách điều chỉnh bass chép ha. Thì ở trên cái khiển đây nó sẽ có cái nút là thì trên cái khiển ha, thì ta sẽ nhấn là nút menu ha. Đầu tiên là ta sẽ nhấn là nút AMB ha, nút trên đây để mà có thể điều khiển được âm ly ha. Nhấn nút menu và di chuyển xuống là các bác có thể xem trực tiếp ở trên cái màn hình của TV ha. Thì vào mục số 1 ha, ta nhấn enter và di chuyển xuống mục là tone control ha. Ở trên mục on ha, thì lúc này ta có thể điều chỉnh bass chép ở đây ha. Sau đó chỉnh bass chép xong rồi ok trở ra hoặc là để điều chỉnh equalizer thì để điều chỉnh equalizer thì đầu tiên ta vào mục số 3 ha. Thì ở đây ta phải là mục menu thì nó mới bên ngoài nó mới hiển thị là cho cái mục là số 4 ha. Menu ở đây em sẽ tắt ha. À, thì ở đây các bác sẽ thấy là mất mục số 4 ha. Thì ta menu thì mục số 4 nó sẽ hiện thị lên, và lúc này ta sẽ điều chỉnh equalizer cho từng kênh đó. Ở đây là điều chỉnh cho bass chép, ta nhấn enter cho left right ha. Thì ở đây em đã điều chỉnh bass chép theo dạng sóng hình sin ha. Các bác có thể điều chỉnh theo cái ý muốn của mình, điều chỉnh vào đây. Ha, nó sẽ có 9 cái dãy cần ha, các bác có thể thay đổi ha. Đó là điều chỉnh equalizer. Tiếp theo là cài đặt loa ha.
cài đặt loa ta vào một menu setup, ta vào một speaker setup ha. Mục số 2 là speaker config, là tất cả các loa em chọn định dạng là tất cả là dùng loa lớn ha, để cho âm thanh nó cực kỳ khỏe ha. Tiếp theo là cái mục bass setting ha. Thì ta phải chọn là LFE cộng main ha, thì nó âm bass nó mà sẽ ra xuất ra trực tiếp là cái ngõ loa bass và loa sub ha. Tiếp theo là cái mục volume của từng kênh ha, thì ta sẽ nhấn enter vô và nó sẽ bắt đầu dò tất cả các ha. Ta giảm nhỏ volume lại ha. Thì ở đây nó sẽ dò tất cả các kênh loa, ở đây em đã tăng tất cả lên 12 ha, bắt chỉ về việc sử dụng mà thôi ha, không nên test lại một lần nữa nó sẽ hại tới loa ha. Đó là các thao tác về sử dụng. Còn một cái mục nữa là một số input setup ha. Ta mục input setup ta nhấn enter thì các bác sẽ thấy là đây là nó sẽ có cái mục là sub level ha, các bác sẽ tăng lên 12 hết ha. Ở đây em đang chọn là mục DVD, ta đang ở mục DVD để mà tăng. Khi mà các bác sẽ chuyển qua những cái mục khác. Cái này là ta sẽ có là mục TV, em sẽ tăng cái mục là TV cho các bác luôn. Ta nhấn menu, input setup. Tăng lên luôn. Tiếp theo là còn một mục nữa là em chuyển sang là mục DVR, em sẽ tăng lên luôn. Đó là ba cái ngõ cơ bản để mà sử dụng. Rồi, đó là cái vài cái giới thiệu và sử dụng của cái dòng âm ly Denon AVC1610. Thì với cái âm ly này nó sẽ có kích thước là chiều ngang là 434mm và chiều cao là 172mm và chiều sâu là 375mm với cái trọng lượng là 9,3kg ha, một cái thương hiệu đẳng cấp của Denon ha, trong một cái tầm giá rất là tốt để mà có thể xem phim và nghe nhạc đa kênh với cái chế độ 7 kênh stereo ha, rất là hay. Với những cái ngõ vào như là HDMI, cổng quang và cổng cách xô rất là đa dạng về cái ngõ vào. Ngoài ra thì để lấy âm thanh ra thì các bác vẫn có cái lựa chọn là ta cắm một cái jack chuyển đổi vào cái ngõ phone này và để lấy tín hiệu âm thanh ra để là có thể làm một cái xuất cái giải mã DAC 24 bit từ cái con âm ly này cũng rất là thuận tiện. Thì xin cảm ơn các bác đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin chào tạm biệt các bác ạ.